Trời ơi, bà ra đây tôi nói nghe cái này nè, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Gì lên, gì? Trời ơi, ở trên hả, cộng đồng Lay Together đang rất là hot cái vụ mà bé Khả Ái đó. Bà không biết à? Hả? Khả Ái là ai? Trời ơi, bà bình tĩnh lên đi, cái bà Khả Ái đó, bà Khả Ái đó. Khả Ái hả? Khả Ái, Khả Ái, 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 Ái. À, dạo này em lướt TikTok em thấy là hình như bé Khả Ái là cái bé mà bị mất trong La Gia vậy phải không? Trời ơi, bà nói nhỏ thôi, bà nói làm tôi sợ quá. Đúng rồi, hôm nay bà làm clip đi tìm Khả Ái cho các bạn xem đi. Rồi. Ngủ tự nhiên đi kiếm thì buổi tối thì game chắc rồi. Trời ơi, đại đi. Ơi, kiếm cho tôi coi mà. Vậy cũng được. Vậy hôm nay bà mới quyết định là sẽ đi vô mail để kiếm Khả Ái cho mọi người. Không biết là có gặp hay không. Nhanh lên. Ôi là la, hello mấy bà luôn nha. Thì hiện tại là bà V đang đi ngủ. Đó, mọi người có thấy không? Bây giờ bà V sẽ dẫn mọi người đi tham quan xung quanh nhà, coi bữa giờ mình đã thay đổi cái gì rồi. Sẵn khoe với mọi người một cái vàng. Vàng cái cục cục mà bà V để tên bà V luôn. Đó thì ghê không? Thì với lại là dạo này mấy bạn hay comment đó là V ơi, V thử đi gặp Khả Ái đi. Thì cái cô bé Khả Ái này là khá là huyền bí luôn mọi người. Tí xíu nữa bà V sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu và mình sẽ kể sự tích về cô bé Khả Ái này. Bà V không biết là có thật hay không nhưng mà thấy cũng đúng mọi người, thấy nó hơi ghê ghê chút xíu thôi. Vậy bây giờ bà V sẽ tỉnh dậy nè. Bà V sẽ tỉnh dậy đó, rồi bà V đi vòng vòng quanh nhà cho mọi người xem nha. Đây, vẫn là cái nhà của tôi, có rất là nhiều hồ cá luôn, có cá heo nè, rồi có cá mập nè. Hôm nay bà V mới bỏ vô thêm một bé cá ngừ nữa. À, cứu té canh mé chưa. Còn đây mọi người thấy gì không? Cái giường bà V rất là nhiều khói phô mai. Thì bà V đã dùng quà tặng của những bạn fan tặng bà V đó. Bà V dựng lên thành những cái khói phô mai làm chiếc giường lên lửng à. Còn đây là bàn trang điểm của tôi. Còn đây là cái đèn nè mọi người đó. Đây là cái đèn hôm bữa có một bạn fan tặng bà V. Bây giờ bà V sẽ leo lên, bà V đánh bên nơi luôn. Đánh vương vương vương. Ghê không, thấy ghê không? Đó, còn đây khoe với mọi người tiếp theo vẫn là quà của mấy bạn fan tặng đó. Đây là những bé trứng mà được mấy bà fan tặng đó. Bà V đã ấp nở ra hết trơn rồi. Thì mình đã nở được một bé chó mặt xệ mọi người, tên là A Ha Ha đó. Còn một bé nữa A He He là bé chó gì đó, bà V không nhớ tên nữa. Còn một bé nữa là chó ông già tên là A Hi Hi. Rồi, còn Na với V con là hai bé mèo nha mọi người. Hai bé mèo muôn, một bé mèo vàng màu vàng y chang Na luôn, mà không hiểu sao hôm bữa mà Na với Mon ấp ra đều nở ra mèo mọi người. Dạo này mấy con cuốn biến thành mèo hết trơn rồi mọi người. Rồi vô luôn. Còn đây là một cái máy, hôm bữa bà V nói là cái máy đo nhiệt độ gì đó, không phải nha mọi người. Cái này là cái máy đếm khách. Giống như là khi mà ai tới thăm nhà mọi người á, thì cái máy này sẽ tự đếm là tổng cộng có bao nhiêu người hiện tại trong ngôi nhà. Rồi, tiếp theo bà V sẽ khoe cái này luôn nha. Đây, mọi người có thấy gì chưa? Đằng trước này là nguyên một cái bàn mà bà V đã trang trí nguyên một chữ VV luôn mọi người không? Trời ơi, nhưng mà bà V chưa suy nghĩ ra là ở trong cái khu vực này bà V sẽ làm cái gì. Nên nếu mọi người á hả có gì gợi ý cho bà V thì comment phía dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào Laza để kiếm thử cô bé Khả Ái nha mọi người. Đó, bây giờ mình bước ra khỏi nhà mình nè. Đó, mình bước... Ủa cái gì vậy? Ủa, thế tôi bước ra khỏi nhà chứ tôi đâu nói là tôi leo lên cái nóc nhà đâu trời. Tự nhiên cái bà V nhảy một cái dèo lên một cái, nó bay lên cái cửa nhà luôn mọi người. Không, mình nhảy xuống mà đi ra nè, mình đi ra nhẹ nhàng chim én lon. Đó, đây là khung cảnh xung quanh nhà bà V. Đó, đây là thôi. Bây giờ mình đi gặp cô bé, không biết là cô bé Khả Ái cái buổi tối là có xuất hiện hay không. Bây giờ bà V sẽ đi thử, hiện tại là buổi tối nha mọi người. Thì mình sẽ đi vào Laza, bà V sẽ ấn vào cái điện thoại nè, xong mình sẽ đi ấn chỗ đi tới Laza. Rồi. Ủa kìa la luôn, mình đã tới rồi nè mọi người. Thì xung quanh đây á là chỗ bán cá nè, rồi chỗ bán pizza. Thì bây giờ bà V sẽ đi kiếm Khả Ái nha mọi người. Đó, đằng trước thì mọi người có thấy là một cái Lay Together Gamer. Kế bên là sẽ là cái Laza Fashion Mail của mình. Bây giờ mình sẽ đi tới đó để xem tối mình có gặp cô bé Khả Ái không. Mà hả, cái chuyện đó là như vậy nè. Bà V có nghe thêm vài người kể là cô bé Khả Ái này là một cô bé người Trung Quốc. Thì lúc mà cô bé vào trung tâm mua sắm đi cùng với mẹ cô bé thì không thấy cô bé đâu, nên mẹ cô bé mới đi kiếm. Mà một thời gian thì kiếm vòng không thấy, cuối cùng nhận được tin là cô bé đã bị kẹt trong cầu thang và mất đó mọi người. Nên nó hả, trong cái game này là khi mọi người mà đi theo cô bé Khả Ái mà kiếm được cô bé, mà đi theo cô bé tới cái cầu thang thì cô bé sẽ đi xuyên cầu thang luôn. Nói chung là bà V không biết là có thiệt hay không nữa, nhưng mà bà V cứ đi kiếm đi ha. Đầu tiên bà V sẽ lên trên lầu để kiếm xem coi cô bé Khả Ái có trên đây không.
Hello, đây là cháu của bà V nè. Hello con. Mợ đang cô bé này là cô bé hôm bữa mà hả, xin đôi với mình đó mọi người. Đó, mợ đang quay clip tìm khả ái. Tìm khả ái. Ủa mình không kiếm thấy cô bé khả ái, mình kiếm thấy cô bé cute là cô bé gì ta. Cô bé này tự nhiên cái lùng tụt là mọi người dễ thương ghê luôn á. Hai mình đi kiếm tiếp khả ái nghe. Đây, đây là cái tiệm làm tóc. Không, cái tiệm bán tóc mọi người. Ở trong mail thì trong cái tiệm này là bán rất nhiều loại tóc khác nhau. Để bà V sẽ kiếm một loại tóc và đi kia kiếm cô bé khả ái một loại tóc mà nhìn cho nó chúp 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 banner đó. Ý, cái tóc này vui nè mọi người. Cái tóc che ở phía ngoài đây luôn nè. Trắng bóc luôn. Rồi mình đòi thử. Đâu rồi. Trời ơi, trời cu te vậy. Hai bà đi kiếm. Ủa cái gì vậy? Cái bà kia là ai vậy? Để mình đi lại nha mọi người. Hạnh phúc hả ta? Ủa, sao cái bộ trang phục này giống cô bé khả ái quá vậy? Nhưng mà tại sao lại là tên Hạnh Phúc ta? Nó mặc đồ y chang như tôi gì nè. Phan, để bà B xem coi. Nó mặc trang phục giống tôi tự hỏi nó đã đi đâu. Oh no. À, hình như Hạnh Phúc á là chị của khả ái nha mọi người. Nhưng mà hả, chị của khả ái vẫn đang đi tìm khả ái luôn. Đang đi tìm em gái tôi, bạn thấy nó ở đâu không? Đó, thấy chưa? Vậy là rất là nhiều người đi tìm khả ái nha mọi người ơi. Vậy là giống trong cái câu chuyện mà một bạn kể với như bà B tìm hiểu là nói chung là trong câu chuyện á là mẹ tìm cô bé khả ái, nhưng mà trong cái game này á là chị tìm cô bé khả ái nha. Ok, bây giờ hả, bà V sẽ đi kiếm khả ái cho Hạnh Phúc. Bây giờ bà V sẽ nhảy xuống đây đi. Nhảy xuống đây mình đi kiếm đi. Ôi khả ái rồi mọi người. Để bà V đi theo coi ngay gần cầu thang coi. Ôi là trời. Đi xuyên cầu thang kìa. Trời ơi, bà V vừa nhảy xuống bà V gặp ngay liền khả ái, xong cái đi theo. Ôi. Đi theo khả ái xong cái khả ái xuyên cầu thang nữa nè mọi người. Coi có đi xuyên cầu thang không? Cái này là đi dưới cầu thang nha. Để bà V đi theo tiếp coi cô bé này đi đâu. Hello, không biết là cô bé có nói chuyện không ta? Khả ái ơi. Trời ơi. Đi nhanh vậy? Đi về Hạnh Phúc kiếm kìa. Khả ái ơi. Ôi là trời. Ê, cô bé khả ái này công nhận là mặc cái bộ đồ giống người chị Hạnh Phúc thì mọi người. Mặc cái yếm á mà màu hồng á. Hình như cái yếm này á là bà V thấy là trong game này có bán luôn nha. Trong game này có bán luôn. Bây giờ mọi người không tin đúng không? Bà V sẽ vô đây cho mọi người xem thử. Vô cái phần mà cửa hàng trang phục nè mọi người. Ủa không thể sử dụng cửa hàng trang phục, hãy tham quan. À, tí xíu đi ra ngoài đi, bà V mới cho mọi người xem được. Bây giờ mình đi tiếp, đi theo bé khả ái xem coi bé đi đâu nha. Ủa đi đâu nữa vậy? Đừng nói đi xuyên cầu thang nữa nha. Sợ quá mọi người, sao bà V không đi xuyên được mà cô bé này đi xuyên được vậy? Trời ơi, tóc hồng mọi người ơi. Alo, cùng chơi đi. Đừng đi xuyên cầu thang nữa, đừng đi. Đừng đi xuyên cầu thang nữa nha. Đi ghê quá à. Ý, sao đứng im luôn rồi mọi người? Alo. Trời ơi, khả ái đứng im luôn rồi. Bà V kêu không đi xin nữa, kêu cô bé khả ái đứng im luôn rồi mọi người ơi. Muốn hồn chị méo luôn á, đừng đi xin nữa nha bà, hết hồn nè. Bà V không đi xin được, đó thấy chưa. Bà V nhảy lên không được luôn mà cô bé lại đi xin được. Ôi, bây giờ bà V thấy bé khả ái đang đứng im nên bà V quyết định là sẽ lại chụp selfie để mình kỷ niệm mọi người ơi. Mình kỷ niệm cái khoảnh khắc mà mình gặp được. Cái gì vậy? Sao cô bé khả ái tự nhiên cái rung lên hết hồn luôn mọi người. Đây, bà V sẽ đi xa xa cô bé để bà V vô chụp kỷ niệm nha. Đó, đây. Bà V chụp được rồi nè. Lu mọi người ơi. Yeah. Ủa, sao cô bé không đi nữa vậy ta? Để bà V đứng xa coi cô bé có đi không. Ha, mình không có thể nào mà dẫn cô bé khả ái lên để gặp chị Hạnh Phúc được. À rồi, tôi hiểu rồi. Đây là thử thách nha mọi người, thử thách đi ngược cầu thang. Đó, bây giờ bà V sẽ nhảy lên. Đó, rồi mình sẽ đi kiếm cô Hạnh Phúc. Đây, bà V thấy Hạnh Phúc rồi nè. Hạnh Phúc là mặc đồ y chang khả ái luôn, nhưng mà Hạnh Phúc á là tóc màu tím nha mọi người, còn khả ái á là tóc màu hồng. Alo. Khả ái phía dưới. Bạn đi tìm đi. Đúng rồi, khả ái hot TikTok. Có bạn nào vô ghi là khả ái hot TikTok các bạn nào. Ờ, cái bạn này cũng đi báo cho chị của khả ái biết là khả ái phía dưới mọi người, để giờ đi xuống dưới thêm một lần được. Bả kìa, bả được dẫn đứng ở đó luôn, bả không đi luôn mọi người, không biết vụ gì nữa.
mà về đi bình thường rồi mà ta sao tự nhiên tới đây cái bị đúng ngay cầu thang vậy trời, thấy ghê quá à. Ừ, nói chung á là cái câu chuyện này là câu chuyện bà V không biết là có thật hay không, nhưng mà đa số là rất là nhiều người nói là câu chuyện nó có thật. Là bé Khả Ái này á, là bị kẹt trong cầu thang và bị mất thiệt mọi người ơi. Thì trong game này cũng xuất hiện bé Khả Ái luôn, nhưng mà chị Hạnh Phúc được thay thế bằng người mẹ của bé Khả Ái á. Đó, thì bây giờ bà V quyết định là sau khi tìm bé Khả Ái trong mail rồi thì mình sẽ đi ra ngoài mọi người ơi, bà V sẽ đi về nhà. Không biết hiện tại là ở ngoài là trời buổi sáng hay buổi tối nữa. Trời ơi, vẫn còn buổi tối nha. Nói chung á là mọi người muốn tìm bé Khả Ái thì hãy vô trong mail để tìm, nhưng mà sẽ tùy người, có bạn thì gặp được, có bạn thì không gặp được. Nếu mà bạn nào gặp được bé Khả Ái giống bà V á và chứng kiến được cái cảnh mà bé Khả Ái đi xuyên tường á thì mọi người comment phía dưới cho tôi biết nha. Yeah. Rồi ok la luôn. Bây giờ bà V sẽ đi về nhà ngủ mọi người ơi. Dẫn trở về ngôi nhà thân yêu của mình, tại vì hiện tại bây giờ là buổi tối nên mình sẽ đi ngủ đó để cho ta tăng cường sức khỏe đó mọi người. Rồi ok la luôn. Thì chắc bà V cũng xin kết thúc clip tại đây để mình vô nhà mình ngủ. Nếu mà mọi người có thích cái clip bà V đi tìm Khả Ái á thì đừng quên tặng tôi liền một đăng ký nha. Và bây giờ thì bà V bye bye tất cả mọi người. Hẹn mọi người cái clip game tiếp theo. Bye bye.